Tuyên bố của cảnh sát Ukraine cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày 27 tháng 1 giờ địa phương tại nhà máy tên lửa Biv-Denmas thuộc thành phố Dnipro khi các bảo vệ nhận vũ khí trong giờ đổi ca. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine xác nhận kẻ xả súng là Artem Rybak và tuyên bố binh sĩ này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, theo hãng tin Reuters. Cảnh sát cho biết Rybak, sinh năm 2001, đã bị bắt sau cuộc truy lùng của cảnh sát. Khi tháo chạy, hắn được cho là sở hữu một khẩu AK-47 cùng 200 hộp đạn. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine khẳng định một ủy ban đặc biệt sẽ được lập ra để điều tra mọi tình huống dẫn đến vụ xả súng cũng như động cơ của Rybak. Các điều tra viên cũng sẽ tìm hiểu việc đánh giá Rybak trước khi cấp vũ khí cho hắn.